gì vậy? Không phải, về đi. Sao vợ? À, chắc có lẽ là sợ một cái gì đó. Trời ơi, thôi thương. Không sao hết, Vợ ở nhà thích ăn món gì nhất? Nhà ăn cơm với gì nè? Ăn cơm với nước lá rồi. Là cơm với nước thôi hả? Vâng. Hả? Cái gì? Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Super Ten siêu tài năng nhí. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Và trước khi bắt đầu chương trình, Như Lê cũng xin được cảm ơn Xúc Xích Xúc Lắc Heo Cao Bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay sẽ có những tài năng nhí nào xuất hiện đây, hãy cùng chờ đón nhé. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng chờ đón hai vị giám khảo chính của chương trình, nghệ sĩ Trấn Thành và nghệ sĩ Hai Won. Hôm nay anh chị thật là rực rỡ, anh chị mang một vườn hoa lên nè, cánh hồng nhưng mà không phai nha. Hôm nay là một ngày tự nhiên, không biết sao tự nhiên mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Và năng lượng. Cho nên có cái linh cảm là những cái bạn thí sinh đến với chương trình sẽ là những bạn làm cho mình những cái bộ môn liên quan đến năng lượng á. Dạ, trước hết chúng ta cũng chào đón một vị khách mời cực kỳ dễ thương, cực kỳ năng lượng luôn anh. Cũng rất là tươi mới. Giám khảo nào tươi mới, ý em nói sao? Lung linh như một nàng công chúa. Trong showbiz thì ai đẹp thì mình cũng gọi họ là công chúa cả. Dạ. Ấy thì em có cái gợi ý nào về người này không? Làm gì cũng giỏi anh ạ. Rất là đa năng nè, rồi kinh doanh giỏi nữa. Làm ăn giỏi trong nghề không có nhiều người đâu. Một là Minh Hằng, hai là Hồng Lễ. Hồng Lễ ơi, anh biết ai không? Hot girl bất động sản Sam. Oh, có phải hot girl không? Dạ, công chúa mà ai cũng gọi là một cái tên rất dễ thương, đó là bé Sam. Trời ơi. Chúng ta giới thiệu khách mời chúng ta. Trời ơi, ra cái tỏa nắng luôn anh ơi. Đúng là tươi tắn gì đâu ạ. Không biết là chị Sam đã có bao giờ mà tham gia đến cái chương trình mà có các bé nhí nhiều nhiều chưa ạ? Có, mê lắm. Nói chung là những cái chương trình nào mà có mấy em bé nhỏ mình đều rất là ưu tiên tham gia. Chỉ hy vọng là sau này có một cái em bé thật là dễ thương cho mình. Em làm bé đi. Đó. Thế em muốn làm bé đi. Dạ, chưa có đối tượng. Chưa có nơi gửi gắm. Dạ, đúng rồi. Thôi, về đây với anh. Dạ, xin mời chị Sam hãy về vị trí ngồi của mình. Dạ. Hôm nay nhìn concept của dàn ban giám khảo thực sự là rất là tươi mới. Chúng tôi là những cánh hồng theo từng giai đoạn phát triển của nó. Khi nó bắt đầu chớm hoa thì sắc hoa của nó sẽ nhạt như thế này. Và khi hoa hồng đến một mức độ nào đó chín mùi và chín cánh rực rỡ thì sẽ có một màu đỏ thấm. Dạ. Cho đến khi nó héo tàn thì thì ra cái màu khác. Cái màu này là màu của cái bình hoa khi cắm hoa hồng lên. Đây là bình cổ ngàn năm. Còn em là em bé ở trên Đà Lạt đi hái những bông hoa. Thôi. Ở cứ vô mà. Mình về lại chương trình đi. Chương trình. Rồi, ngày hôm nay thì hy vọng tất cả các vị giám khảo của chúng ta sẽ dùng cái năng lượng này để ủng hộ cho các bé. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong mấy phút và đến với sự tài năng nhí đầu tiên ạ. Trở lại với siêu tài năng nhí, chúng ta hãy cùng gặp gỡ bé đầu tiên nha. Cái gì vậy? Không phải,
về đi. À, ơi. Sao vợ à, chắc có lẽ là sợ một cái gì đó. Không phải đâu, không phải nghề đâu. Không phải nè. Con ơi, chú chứng ngành nè. Chú chứng thành ẩm con đi chơi nha. Không phải, không phải. Từ 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 từ. À con sợ hả? Không, buông 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 nó ra, buông nó ra cứ. Mẹ tới rồi kìa, mẹ tới kìa. Không sao hết. Sao hết, không sao hết. Trời ơi, thôi thương thương thương. Không sao hết, không sao hết. Ê, ê, nó nghe. Ôi. Ê, con nói chú nghe coi cái này là nước gì vậy? Không biết, mất ở đây nha. À vậy hả? Đã là cô đứng như chú con coi. Ê da, cái này là nước nào vậy con? Ê, ngồi xuống hai chú cháu mình ngồi xuống nói chuyện. Ngồi xuống nói chuyện. Ê da. Con tên gì vậy, con tên gì? Tên Tuấn Khang. Tuấn Khang bao nhiêu tuổi nói chú nghe coi. 3 tuổi. Con mấy tuổi? 3 tuổi luôn. Con 3 tuổi mà sao con bự chú vậy? Con 3 tuổi thôi hả? 3 tuổi mà thấy to quá à. Bây giờ con có khả năng gì ta? Con kể chú nghe coi con có khả năng, con có biệt tài gì? Hay ăn nhí. Tài năng gì? Cho bé 3 tuổi nhưng mà đã biết đọc chữ rồi đấy ạ. À. Biết đọc chữ rồi hả? Yeah. Không tin. Lấy tờ báo ra. Nhưng mà 28 tuổi mới biết bắt đầu biết nói. 28 tháng. Dạ. Dạ vâng. Ê, bậy thôi. 28 tuổi là cô kêu. Đâu, chữ này là chữ gì? Libby. Libby à. Sao hay vậy ta, sao biết vậy ta? Lên cái ghế ngồi chú nè, cái ghế này đẹp nè. Đi, lên đây ngồi nè. Đây nè, ghế của chú nè. Hai chú cháu mình ngồi chung với nhau. Đó, ngon lành nha. Rồi, có chữ nè. Rồi, đâu con đọc thử coi cái này là chữ gì vậy? Đây nè, đây, cái này nè, chuyện cái này nè. Đọc chuyện đèn văn. Đọc chuyện đèn văn. Ê, đọc tiếng Anh, đọc tiếng Anh. Đọc tiếng Anh được hả? Cái này là cái gì? Để con đọc lại coi. What rascal of what? Có nghĩa là gì ta? Nước. Ly nước, biết luôn. Hay vậy ta hả? This is glass of water and this is... It's not ice. Ice. Yeah, that's correct. And what's this? This is shoe. Shoe. Yeah, and what is? It's a foot. Yeah, food. And this? And crown. Crown. And what's this? It's a bench. Bench. Yeah, it's a bench. Yeah. Great. And it's a battery. It's a battery. Yeah. Battery. Battery. Bây giờ bé sẽ nhìn hình dễ hơn, bây giờ đọc chữ ấy. Sẽ mời những cái hình ảnh bản đồ quốc gia lên sân khấu đi ạ. À. Đúng rồi, cho tôi coi cái hình nào coi. Cho con tôi nó biểu diễn cái coi nè. Con đang nấu khăn không ăn cưỡi. Con có tài năng siêu trí nhớ. Wow. Là gia đình phát hiện được tài năng của bé là lúc mà bé 28 tháng, là lúc bé vừa mới biết nói chuyện. Vậy bé ngang vậy, không có chú ý tới cái mình nói, nó làm như nó không có tập trung vô á. Nhiều khi nó ngồi nó coi vậy chứ mình nói nó không có chú ý nữa, mà chăm chú vô cái việc học của nó không à. Con là Tuấn Khang, mời người ủng hộ con nha. Chà, cái hình này là nước gì ta? Croatia. Phải không? Croatia hả? Mở ra. Mình giỡn tiếp mà. Nha. Thôi không tin, không tin, không tin. Tiếp. Đây là gì? Ecuador. Ecuador. Cái gì? Bây giờ cho cô Harry với cô Sam đón chung với con nha. Ok. Hắn sao biết rồi. Nam Gia. Cái gì? Nam Gia. Nam Gia. Nam. Ủa? Quá dữ luôn. Mình nữa không? Hay thiệt á. Dạ. Cái này con không biết đâu. Làm sao biết được? Trời ơi. Venezuela. 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 Ngầu vậy ta. Cái này nhiều khi nó đặc trưng nhìn nhận ra cái chấm này con không biết. Thái Lan.
Thái Lan. Ba Lan. Phải không? Cô Thu Xanh nhớ. Ba Lan, Poland, đúng rồi. À, tiếng Việt là Ba Lan hả? Tiếng Việt là Ba Lan. Wow. Ôi, bài này không biết. Wow. Tên này khó này, tên này khó này. Cái này Hợp khó nè. Sao khó được? Không, cái này là bánh bông lan. Cái này là con chim. Đeo ra coi. Hà Lan. Hà Lan tiếng Anh là gì con biết không? Netherlands. 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 Em không tin nào, em lựa những cái khó hơn nè. Ủa, phải lựa cái khó. Con nhìn thấy gì không? Malibia. Ôi, Maldives. Chính xác. Giờ có một cái đường chỉ thôi nè. Một đường chỉ đó là cái gì? Chile. Chile hả? Chile. Cô Sam có muốn chọn hàng mấy không ạ? Cô Sam ơi, cô Sam muốn chọn cái nước mà nó có hai cái cục hai bên á. Hai cục trên đây, đó. Đúng rồi, đúng rồi. Malaysia. 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 Nhờ cô Sam hỗ trợ lựa. Cô Sam lựa những cái đất nước là nó ghê gớm dữ lắm. Một cái đất nước nào mà có rất là nhiều cục khác nhau, không có dính với nhau nha. Rồi. Indonesia. Phải không? Con nhìn lại lần nữa coi phải không? Indonesia. Indo. Mình càng lựa những cái hình nào mà nó lạ, nó đặc trưng thì nhiều khi bé dễ nhớ. Mình lựa những cái nước mà hơi giống nhau. Em lựa là đất nước này là đất nước gì nè? Bhutan. Ồ, phải không? Nhưng mà nó giống đất nước này lắm rồi nha. Đúng rồi. Slovakia. Cái gì? Hả? Slovakia. Cái này là Bhutan. Bhutan. Cái này Slovakia. Slovakia. Lợi hại vậy. Đây còn hai cái cục này nè, nó cũng rất giống nhau nha. Ồ, giống nhau nhỏ. Con thấy không? Ủa gì vậy? Ở trên là gì? Ở trên là Romania, Uruguay. Romania hả? Nước gì của nó lại? Romania, Uruguay. Romania, Uruguay, đúng không con? Coi đúng. Coi đúng. Coi Xấu, Romania và Uruguay. Xấu số Rumani. Ở trên là cái gì? Ở trên là Rumani, Uruguay. Rumani hả? Nước gì của nó lại? Rumani, Uruguay. Rumani, Uruguay. Xấu số Rumani. Bây giờ nè, chú Thành đố con nha. Bây giờ con cầm cái này, con đi để vô cái cờ của nước nào đó mà con để trúng thì chú Thành thẹt khen con, tặng quà cho con. Cái này bây giờ con để vô cái lá cờ của nước nào đúng thì mình có quà. Indonesia. Đâu, con để lên coi. Xin mời quý khách. Con muốn để đâu, con chỉ đi chú để cho con coi. Con muốn chỉ chỗ nào, cái nào? Để đây nè. Để đây phải không? Rồi, để đây nha. Tiếp, cô Sam, tiếp đi. Romania. Cái này để đâu? Romania. Này để đâu? Ở đâu? Nhìn kỹ nha. Đây, con có thể đứng xa ra nhìn đằng khang cho không mình thấy gì. Không có hả? Phải không? Nhìn kỹ lên một lần thôi nè. Đó, con để vô. Con để vô thôi. Rồi, ok. Rồi, tiếp. Bhutan. Bhutan để đâu? Bhutan để đâu? Ở đâu ta? Rồi rồi, bỏ vô thôi, ok. Rồi. Tiếp theo là Slovakia. Slovakia. Không thể nào con có thể tìm được. Ủa phải không? Ủa, sao mà nó gần quá? Maldives. Maldives này.
Có rồi. Rồi đây đây đây, Duy đẩy cho con, Duy đẩy cho. Đây, đúng rồi, mình đẩy. Rồi, được rồi, tới đó thôi, rồi được rồi. Giờ sổ số nha. Kiểm tra nào. Mau điếp. Mau điếp. Bhutan. Slovakia. Hay quá vậy ta. Nào, bây giờ coi cái này có đúng không nha. Cái này chắc đúng nè. Chính xác, vỗ tay. Hay tay luôn, yeah. Anh ơi, bây giờ mình chỉ vài lá cờ đi, mình hỏi thử cái đất nước coi bé có biết không. Đố coi. Cái này là nước nào con? Angola. Cái này mới khó nè. Một cái đất nước khó nữa đi, cái gì mà nó có ba cái gạch giống nhau quá. Nga. Russia. Wow, hay vậy ta. Nga. Một cái khó hơn đi. Khó hơn cái gì? Này. Hai cái này là cái gì? Giống nhau quá. Nước Bỉ, nước Đức. Cái nào là Bỉ, cái nào là Đức? Bỉ, Đức. Belgium, Bỉ, Germany. Hay vậy ta. Cái gì đâu rồi? Nó đang kiếm cái gì? Cái gì con? Kiếm cái gì mới được? Đây nè. À, kiếm cái màu giống á hả? À, đó nó là hai cái giống nhau. Wow. Ui, trời ơi, nó kiếm hai cái màu giống nhau nè. Ủa, cái này là xanh đậm, cái này là xanh nhạt. Đây là xanh đậm, xanh dương. Xanh đậm khác, xanh đậm với xanh dương thôi phải không con? Dạ. Hay vậy ta. Ủa, Khang ơi, Khang, coi cái này nè, cái này nước gì? Jewelry. Smiley à. Hay vậy ta. Hay quá luôn. Này, New Zealand, đúng rồi. Lấy ra đọc ai mà không biết. Ừ. Mới có 3 tuổi rưỡi à. Khang ơi, con đi kiếm cái lá cờ của cái đất nước này cho cô coi. Coi nãy giờ cô kiếm hoài không thấy. Ở đâu, ở trên cái chỗ đó đó. Đây nè, cái đất nước này gọi là gì con? Senegal. Rồi, đi kiếm cái lá cờ nào. Kiếm thử nha. Senegal đâu? Cô nghĩ là cái lá cờ này nó sẽ nằm ở trên cao đâu đó thì Senegal phải. Senegal đâu? Ở đâu ta? Senegal. Đây. Cái này đúng kìa. Rồi, tiếp theo. Brazil. Sắp thành công rồi. Giỏi quá. Bỉ nè. Bỉ đâu? Bỉ đâu? Ta? Trên kia. Ồ. Bỉ đâu? Đâu rồi? Đây. Hay vậy ta. Rồi thêm cái nữa nè. Cambodia. Hay ta. Đây cô Sam cầm cho. Đây. Chôn, cái này thì chắc con không biết đâu. Cái đất nước này ở xa lắm, sao mà biết được. Ui cha, xa lắm. Đúng không? Đúng. Hay gì đó. Hồi nãy em đứng em che mà đứng cái bé nhớ là cái vị trí đó mới chạy thẳng đó luôn. Một cái cuối cùng thôi là sẽ thắng thử thách này. Đúng nào? Này hả? Đúng rồi á. Ui cha. Chắc chưa? Chắc rồi hả? Đây, lấy đi. Đây mình không có thể nào làm khó được bé nữa rồi anh ơi. Một tràng vỗ tay cho con tôi. Hài lòng không? Có hài lòng với phần thi của mình không Khang? Về á. Để cho cháu nó tập trung lại. Khang con ngồi đây, ngồi đây chơi tiếp. Đi, Khang, ngồi đây chơi tiếp. Thôi. Đây, đi ngồi với chú, đi. Dạ. Rồi, hiểu, đi chú nè. Rồi, ngày hôm nay là Khang quá giỏi luôn. Tại vì, ngồi nha, mình ngồi đi, hai chú cháu mình ngồi xuống đi, cho nó khỏe. Bây giờ ngày hôm nay là Khang quá giỏi rồi. Bây giờ là cái gì Khang cũng biết hết trơn mà không có ai dạy Khang, Khang tự Khang học á hả? Con học cái này trên mạng hả?
Hoài. Hay là ai dạy con? Ở nhà con có cái quả địa cầu không? Dạ có. Trời ơi. Anh ơi, cái này thì mình có thể hỏi thăm gia đình bé thêm một tí được không ạ? Dạ, chắc vậy. Cho mời bố mẹ. Dạ, xin mời phụ huynh của bé Tuấn Khang được không ạ? À, chào chị. À, chị giới thiệu một tí về mình cũng như là công việc của chị đi ạ. À. Dạ, em tên là Nguyễn Kiều Diễm. Dạ, em là mẹ của bé Tuấn Khang. Em hiện tại thì em đang làm công nhân ạ. Ở nhà, mà anh ở nhà làm gì ạ? Dạ, thì em với... Sorry chị nha, dạ. À, chị có thể không trả lời câu hỏi này không sao hết. Nhưng mà chị ở nhà, chị có gặp phiền phức với bạn này không? Chắc là khó nói bạn nghe lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Chị đừng có buồn nha, không phải là do bạn cứng đầu đâu. Chị phải định nghĩa hai cái điều nó khác nhau. Có những đứa trẻ là nó cứng đầu, nó khác. Đây không phải là đứa trẻ cứng đầu, mà con chị là một cái đứa mà nó có cái năng lượng đặc biệt. Cho nên á, nó mà tập trung vào cái gì đó, chị đừng có bắt nó tập trung cái khác. Dạ. Giống như hồi nãy bé đầu về đúng không, nó khóc. Tại sao mọi người lên dỗ nó vẫn đòi đi về? Là tại vì mọi người đang làm ngược lại với cái điều nó muốn. Dạ đúng rồi ạ, bé ở nhà năng động lắm ạ. Đó, cho nên là bây giờ nếu lần sau á, chị mà muốn bé nó nghe lời chị phải thuận theo những điều nó muốn bằng cách là cho nó biết là nó đang làm cái điều mà nó muốn, nhưng chị lái sang một hướng khác để nó quên đi cái điều hồi nãy, nó sẽ nghe theo cái điều thứ hai của chị. Dạ. Cho em hỏi là bé đọc chữ là chị dạy hay là như thế nào ạ? Là mình vô tình mình cho bé xem tivi rồi bé đọc theo cái dòng chữ trên tivi á. Ồ, nhưng mà hồi nãy em có nghe một cái chi tiết là 28 tháng tuổi thì bé mới biết nói. Dạ đúng rồi ạ, 27 tháng là bé biết nói á. Dạ rồi sang tháng 28 á là bé bắt đầu biết đọc chữ luôn ạ. Là không có ai dạy, không có ai tác động vô mà tự biết luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Còn về tiếng Anh thì sao ạ? Dạ tiếng Anh thì bé cũng biết giống như tiếng Việt dạ. À. Dạ. Em xin lỗi là hồi nãy em không biết về cái chuyện hai vợ chồng như thế nào. Dạ. Chị thấy đây là món quà mà ông trời đền bù lại cho chị. Cho nên chị hãy vui vì điều đó, tại vì cuộc đời nó luôn luôn công bằng với mọi người. À, nếu chị có niềm tin vào một cái gì đó tốt đẹp thì luôn luôn sẽ là tốt đẹp. Chị sẽ phải rất vất vả với bạn này đó. Dạ. Và em hy vọng là chị sẽ tìm được một cái trường nào đó phù hợp với cái năng lực của bạn. Cái nhiệm vụ của chúng ta là phát huy cái đó thôi. Em nghĩ vậy. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ em cảm ơn. Con thương mẹ không? Dạ thương ạ. Yeah. Rồi vậy đi. Dạ mong cũng chị Diễm là hãy tiếp tục phát huy và nói theo bé, hướng cho bé một cái đường đi đúng nhất. Dạ. Cảm ơn ngày hôm nay hai mẹ con đã đến với chương trình. Và Khang ơi. Dạ. Wow kìa. Quà của con nè. Chạy lên mình nhận quà. Cái chiếc xe xịn quá. Wow. Con phụ chú đi, phụ chú đẩy ra đây. Chúc mừng bé Khang nha, đây là món quà của chương trình gửi tặng cho bé và gia đình chị ạ. À. Dạ, em cảm ơn ạ. Yeah. Rất là tuyệt vời, cảm ơn mẹ bé Khang và bé Khang đã có mặt ở chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút và đến với Siêu Tài Năng Nhí tiếp theo ạ. À. Quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tài Năng Nhí. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ bé Siêu Tài Năng Nhí tiếp theo. Đó chính là bé Vàng Văn Sơn, một bé đến từ dân tộc Mông ạ. Xin mời. Con chào mọi người ạ. Con tên Vàng Văn Sơn, năm nay con có 10 tuổi ạ. Dạ, ngày hôm nay bé Sơn chúng ta sẽ có mặt ở đây và với tài năng đó chính là đánh quay. À. Đây là một bộ môn, một trò chơi quen thuộc của người dân tộc Mông ạ. À. Thật ra thì Harry thì không có biết về môn này. Em chưa biết luôn. À, chưa biết luôn. Còn anh thì có biết không? Trong miền Nam mình á, mấy đứa nít này gọi là bông dụ á. À, đánh bông dụ. Có phải là cái cục mà con đang cầm trên tay không? Vâng ạ. Con biết chơi quay từ khi con 5 tuổi vì đây là trò chơi truyền thống của dân tộc Mông chúng con. Nhà con cách trường 15 km.
cho nên con ở nội trú. Con rất thích đi học vì ở nội trú con được học, được chơi, tham gia các hoạt động tập thể. Ước mơ của con là một chú bộ đội bảo vệ Tổ quốc. Con rất vui và hồi hộp khi được vào miền Nam nghi hình chương trình siêu tài năng nhí. Vì đây là lần đầu tiên được đi xa khỏi xá lăng tích của con. Cho chú Thành mượn cái cục này coi, con qua đây con cho chú này mượn. Là bự quá anh. Ừ, xưa chú chơi cái con nó đâu có bự dữ gì. À, xoay xoay đúng không? Ờ. À. Đây còn ghi là để quay. Đây, ghi là để quay. Không để sợ chứ. Thí dụ mà để ở trong nhà mà có nhiều người, người ta tới, người ta không biết làm gì, người ta cầm. Người ta tưởng là để chọi. Chứ cái này nó nặng, thế này làm sao mà quay hả con? Có nặng đâu, con thấy vừa thôi mà. Nó vừa thôi hả? Vâng ạ. Cây này mình sẽ đập như thế nào nhỉ? Đã con làm cho chú xem. Hay là cho bé biểu diễn luôn để cho mình có thể hiểu được rồi không ạ? Vậy đi. Đánh cho chú xem thử đi nên như nào. Rồi, mời con nha. Wow. Ủa sao nó nhanh vậy? Ê, cái này cũng đâu có khó lắm đâu, anh chơi thử đi. Em nghĩ là cũng sẽ chơi được. Ê, chưa chắc nha. Em thử nghĩ là thử đi, anh thử đi em. Hồi xưa tôi chơi cái kia nó là mình xỏ vô cái ngón tay, xong cái mình đập xuống mình rút ra. Còn cái này tôi chưa chơi bao giờ nha. Dạ đúng rồi, xong mình bung như vậy nè. Trời ơi. Gì vậy em? Chú cần cái que kiểu này, xong chú cần lại cái que. Ok. Xong lại kiểu này. Rồi. Xong chú ném chỗ lại, xong giật đuôi. Trời, động tác đẹp quá. Thiệt luôn á, như nghệ thuật đây. Đúng là có thầy thì khác. Nhưng mà bây giờ chú muốn hỏi là cái môn này thì mình có gì hay để ngày hôm nay mình thi nè? Dạ, bé thì ngoài việc là chơi điều khiển nó và có thể điều khiển trúng mục tiêu nữa ạ. Chương trình sẽ đặt một mục tiêu cho con. Và con đứng xa khoảng cách là 5 mét để đánh con quay, trúng cái lon, văng cái lon đi ạ. Nhắm kỹ mục tiêu nha. Thử thách bắt đầu. Ở nhà là con tập cái này với là bạn bè hay là với ai? Tập một mình thôi ạ. Ủa? Con chơi với ai trơn hả? Tại mấy bạn lúc nào cũng đi chơi chỗ khác nên con không tìm được mấy bạn chơi cùng. Thế nhà con bố mẹ làm ruộng thì có chăn trâu không?
Có. À, con có phụ ba mẹ chăn trâu không? Con về nhà thì cũng đi cùng bố mẹ đi chăn trâu. Một cái người nhỏ xíu vậy làm sao chăn được một con trâu to như vậy? Có khó lắm không? Không. Vậy thí dụ như là cô Sa muốn đi chăn trâu có được không con? Được không con? Có. Chỉ cần các cô chú thả con trâu đi rồi đi theo con trâu và nhìn nó thôi ạ. À, có cho nó ăn cơm hay là gì không? Ăn cỏ. Ừ, ăn cỏ chứ. Nãy con nói con 10 tuổi rồi phải không? Vâng ạ. Mà sao thấy có chút xíu vậy ta? Ồ, nhỏ xíu vậy ạ. Ở nhà con thích ăn món gì nhất? Nhà ăn cơm với gì nè? Ăn cơm với nước lá rồi. Ăn cơm với nước lá rồi. Hả? Cái gì? Ăn cơm với nước lá. Nước lá. Nước lá là nước gì? Lá là nước trắng ấy, là nước sôi ấy. Là cơm với nước thôi hả? Vâng. Ngoài nước lã luộc ra thì ví dụ mà hôm nào mà đặc biệt đi thì cái món ngon nhất mà mình được ăn á, chung với cơm là gì? Nước lã luộc là sao bà? Bà có biết bà đang nói gì không? Nước lã luộc là gì bà? Ủa phải không? Nãy bé nói vậy mà. Nước lã luộc. Là nước lã luộc là cái gì bà? Là nước lã... Là nước sôi đó chị hai. Đúng rồi. Thì có nước lã luộc. Vậy thì cho câu hỏi là cơm trắng nè, rồi nước suối nè, ngoài cái đó thì có gì nữa không? Có, mọi khi có tiền thì bố mẹ mới đi mua rau về ăn. Bao nhiêu lâu con được ăn thịt một lần? Không nhận. Một năm mình được ăn thịt mấy lần? À, không biết. Con nhớ trong đầu con là bao nhiêu lâu rồi con chưa ăn thịt? Nhớ giùm chú được coi, bao nhiêu lâu rồi mình chưa có được ăn thịt lại? Một tháng không? Không. Nửa tháng không? Nửa tháng không? Nhớ được. Nếu ngày hôm nay mà con tôi làm đầy đủ mọi thử thách, chú Thành sẽ một món quà cho con, để bữa ăn của con phải có chất dinh dưỡng nhiều hơn. À, lúc nãy anh có thấy là bé sẽ sử dụng một cái diện tích rất rộng để chơi con quay. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ hạn chế diện tích con quay được tiếp xúc lại. Kỹ thuật độ khó cao hơn. Và bé bắt buộc là đánh con quay không được rớt ra ngoài nha. Quá! Tôi muốn nâng thử thách lên. Hả? Hả anh? Con phải đánh cho chú Thành 3 con quay liên tiếp trên cái diện tích đó. Chi vậy? Cái kia chưa chắc là làm được nữa. Tôi nói được. Không gian nhỏ xíu vậy mà. Con chú tin con. Được không Sơn? Có. Mời con. Và thử thách bắt đầu. Giám khảo Harry Won làm khó con người ta. Làm như vậy ban giám khảo mới tấm phụt khẩu phụt. Thuyết phục chưa? Vô đây. Hay quá.
mình tiếp tục thu nhỏ diện tích lại tiếp nha chị nha. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái bục vuông diện tích nhỏ hơn lúc nãy 10cm. Bao nhiêu con ạ? Thôi đừng có con, đừng, bao đừng, nhiêu đừng, đừng, hai con, hai con. Đừng để nó, hai con. Đừng để lại thì hai con. Không, em thấy hợp lý để cho bé có động lực để cố gắng đúng không ạ? Hai con, nãy ba con giờ hai con. Và thử thách của con bắt đầu. Trời ơi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như để lên giỡn mặt. Ôi ôi, cho thêm một con, kè cô 21 luôn con. Sao? Cũng mến được rồi đó. Nhưng mà thử thách là hai con thì là hai con rồi. Đúng rồi, rồi. Số 3 là khuyến mãi thôi. Dạ. Nhỏ hơn được đúng không? Dạ được chứ à. Nhỏ hơn. Để đủ nhỏ chứ à. Wow. Nhưng mà phải nói trước là thử thách là một con. Được. Rồi, và thử thách của con bắt đầu. Được không? Hả? Thế theo yêu cầu của giám khảo, chúng ta đã có một diện tích nhỏ hơn bằng một lon sữa bò. Anh quá ác luôn á, thiệt á. Sẵn sàng chưa nào? Cố lên con. Bắt đầu. Quay có chút xíu thôi anh ơi. Ai go. Khoan khoan, thuyết phục. Đây có thể gọi là cái thử thách lần đầu tiên bé làm mà chưa có tập luyện. Mà bé đã rất cố gắng và cố gắng hết sức mình rồi. Thấy thương, ôm một cái. Từ lúc đầu tới lúc lên sân khấu tới bây giờ là chỉ tập trung vào con quay thôi anh. Đây là người trách nhiệm. Dạ. Yeah. Không để rác cho các cô chú dọn. Đúng quá. Ngày hôm nay là con đã thật sự là làm được một cái điều rất là tốt. Chú Thanh nghĩ là ở cái độ tuổi này của con đáng lẽ là phải được học hành, được ăn chơi, được nghỉ ngơi. Nhưng mà con phải chăn trâu với ba mẹ và ăn những bữa cơm không đủ chất dinh dưỡng để con không có thể to khỏe như các bạn. Chú Thành nghĩ là chú Thành sẽ gửi tặng cho con một món quà nhỏ nhỏ để bố mẹ con có thể khấm khá hơn trong cuộc sống và giúp cho con có những bữa ăn ngon hơn. Chú Thành sẽ gửi cho con 20 triệu đồng. Cô Sam là một cô diễn viên trẻ rất là giàu có. À, anh. Đúng rồi, em đừng có vô cái bế đó, em mệt lắm. À, Sam ơi, hồi nãy con nói là bình thường là mình ăn cơm với lại cái nước lã luộc thôi đúng không? Nước lã luộc là có một mình cô nói thì cô cháu nó không nói. nước sôi thôi đúng không? Cô muốn con ăn được có nhiều cái đồ ăn thịt thà này nọ để cho mình có sức mình đi học mà mình học giỏi hơn nha. Vâng ạ. À, cô gửi tới con 10 triệu. Vâng ạ.
Vâng, cảm ơn tất cả các vị giám khảo chúng ta rất là nhiều đã hỗ trợ cho bé để bé có thể có những bữa ăn dinh dưỡng hơn và có điều kiện hơn để tiếp tục học giỏi nè và theo đuổi cái bộ môn mà bé đam mê và yêu thích. Dạ. Bố bảo là tặng quà cho chú. Trời ơi, thấy thương không? Tặng quà cho ba cô chú. Trời ơi. Ba con quay. Ở đây, quà đến từ chương trình gửi tặng cho con nha. Cảm ơn, chúc mừng con, chúc mừng Sơn. Cảm ơn con. Ngày hôm nay với ba con dù con gửi tặng cho chú, các cô chú xin gửi tặng lại có 30 triệu. Con ơi, lúc mà tới chương trình con có chia sẻ là con có một mong muốn nho nhỏ thôi, là con muốn có một chiếc xe đạp để đi học, đúng không? Vâng. Và đó cũng sẽ là thêm một món quà nho nhỏ nữa đến từ chương trình gửi tặng cho con. Con sẽ có một chiếc xe đạp để đi học nha. Yeah. Tuyệt vời. Wow. Trời ơi, xe đẹp quá rồi. Lên chở chú Thành vòng con. Thôi thôi, chở chú Thành không nổi. Gãy xe. Cảm ơn Sơn ngày hôm nay đã đến với Sư Tài Năng Nhí nha. Kính thưa quý vị khán giả, yêu thích và ủng hộ cho bé và bình chọn cho bé để bé có cơ hội được vào Super 10 của chương trình. Với số tiền cô chú Trần Thành và cô Sam cho con, bố mẹ con mua thêm một con trâu cái to để hàng năm nó để con nghế bắn lấy tiền cho con và em. Con mua quần áo, đồ dùng, học tập. Con cũng dành 10 phần quà nhờ nhà trường dành tặng những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn con. Con xin hứa sau khi tham gia chương trình Siêu Tài Năng Nhí, con sẽ tích cực học tập, nghe lời thầy cô, bố mẹ sẽ trở thành người tốt. Vui. Heo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng tư thích. Cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tài Năng Nhí. Chúng ta chỉ còn một tài năng nhí nữa thôi. Và bé là ai? Xin mời ạ. Con xin chào các cô chú giám khảo và tất cả các khán giả. Con tên là Bùi Thiên An. Con 12 tuổi và con đến từ Hà Nội ạ. Đó, 12 tuổi mà có một chiều cao khủng. Thế có con chiều cao bao nhiêu vậy? Là con 1m62 ạ. Hả? Ê, cao dữ vậy? Cao hơn. À, cao hơn. Con bé nó giật mình và bảo cao hơn ai? Cao hơn bé trợ lý của em. Anh là màn phép Sam bỏ đôi guốc ra đứng kế bên đứa nhỏ. Cái điều này đã chứng minh cho đất nước của chúng ta thế hệ trẻ càng ngày càng phát triển về thể chất. À, khỏi. Em nghĩ cũng đủ rồi, em đang hết mình với các bé nhưng mà thật sự đã đứng như vậy, chú Vân thấy cô Sam cao hơn con đó con ạ. Dạ, cảm ơn chị Sam rất là nhiều. Wow, 12 tuổi. Rồi con hãy giới thiệu về tài năng của mình nha. Dạ, hôm nay con đến với Siêu Tài Năng Nhí, con trình diễn với thể loại là đương đại ạ. À. Ủa, đương đại. Con chọn đương đại bởi vì con cảm thấy nó rất hợp với mình. Đây là một thể loại múa mà có thể múa trên hầu hết những loại âm nhạc khác nhau. Và nó đề cao sự chuyển động tự do và sáng tạo của người nghệ sĩ. Ước mơ của con là trở thành một nghệ sĩ múa nổi tiếng để có thể đưa phong cách của mình ra trước khán giả. Ngoài ra, con có ước mơ trở thành một giảng viên múa, một biên đạo múa nổi tiếng để có thể đưa múa Việt Nam ra cộng đồng nước ngoài, được bạn bè quốc tế biết đến và yêu mến nhiều hơn ạ. Mọi người hãy ủng hộ con tiết mục múa đương đại nhé. We'll be right back.
12 tuổi. Toàn là những kỹ thuật rất khó. Chú Thành ấn tượng với phần biểu diễn vừa rồi của con không ạ? Mấy bạn giỏi thật đấy. Học cái gì là tới nơi tới chốn thật đấy. Thiệt. Dạ con cảm ơn chú. Nhưng mà con vẫn thấy con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cái điều này là ba mẹ con hướng hay là con tự đâu rồi con mê rồi con xin ba mẹ đi học? Dạ cái này là con đam mê. À, lúc đầu là con đi học múa từ lúc 4 tuổi. Con đi tập để giảm cân. À. Và con tập đến 7 tuổi thì con cảm thấy rất rất yêu thích. Và thế bây giờ thì con đã là đương đại chuyên sâu và con học thêm một vài thể loại nữa là để bổ trợ cho phong cách của con. Ồ, học đương đại chuyên sâu thì chắc là phải giỏi kỹ thuật ballet luôn rồi đúng không? Dạ vâng ạ, ballet là một điều thiết yếu á. Bây giờ em muốn hỏi cái đó này, tại vì khúc đầu á mà bé trình diễn á là thấy cái phần mà cái tay vậy nè. Thì muốn hỏi con là con có chơi thử popping thử cho các cô chú coi được không? Dạ được ạ, con có học ạ. Đưa vài động tác cho cô chú xem coi nhé. Âm nhạc nha. Xin mời music. Nghĩ là với cái popping này con phải quên đi cái cảm giác của đương đại nhiều hơn thì con mới làm popping tốt được. Có nghĩa là con pop được nhưng mà con chưa có lấy được cái cảm giác của pop 100%. Vâng, con cảm ơn chú. Chú nghĩ là chắc là bạn này không những chỉ là đương đại đâu nhờ, chắc phải có biết nhiều cái khác chứ nhờ. Chú đoán chuẩn rồi. Chú đoán chuẩn rồi. Nhìn cái cách con di chuyển là chú biết là con ít nhất là phải biết được trên 3 môn: một chút hip hop, một chút sports dance. Tức là dance sport. Chắc con cũng biết dance sport chứ hả? Dạ có ạ. Thử bài nhỏ nhỏ nha. Dạ. Mình cũng đã thấy được bé có rất là nhiều kỹ thuật và nhiều bộ môn nhưng mà chính của bé vẫn là đương đại. Thì bây giờ thì mình thử một cái mashup đi ạ. Sẽ liên kết nhiều điệu múa lại với nhau. Có nghĩa là phải tương thích với cả nhạc và cả trang phục nữa. Dạ chính xác. Ok. Và thử thách đầu tiên của bé Thiên An bắt đầu ạ. Thank you.
rồi là ba điệu múa rất là đặc trưng và phong phú. Nói chung là mỗi dòng thêm... á là mình cảm thấy, mình cảm nhận được là cái múa đó nó hợp với cái không gian như thế nào. Từ những cái bài cuối cùng á là liên quan tới dân tộc Hồng Mông, là mình cảm nhận được là ở ngoài nó có cái rờn cỏ xanh rồi này, nó có cái gì đó rất là thoải mái. Dạ, giống như bé đưa mình đi du lịch đúng không ạ? Một cái tour vòng quanh Việt Nam. Khi con biểu diễn, về kỹ thuật con rất tốt, nhưng mà chú Thành chỉ hy vọng là khi con biểu diễn con phải nghe nhạc nhiều hơn một chút, để cái âm nhạc nó ngấm vào trong cơ thể mình. Có nghĩa là kỹ thuật là một cái thứ nó phát ra như một thói quen nó mới hay được. Có nghĩa là cái con làm nó phải phục vụ cho cái nhạc cảm của con, chứ nó không phải kỹ thuật nó đóng vai trò chính. Với chú Thành á, nghệ thuật nó là những cái gì nó phải thở ra. Mọi thứ nó phải đi song song, cả nhạc và kỹ thuật nó phải đi song song với nhau như một hơi thở, thì chú nghĩ là mọi thứ nó mới hay được. Con cảm ơn chú ạ. Hay mình mở nhạc, mình mở nhạc lại để cho Sam đúng có rồi thể, cho chú nó một cái nhạc cảm. Nếu mà mời em mà lên nhảy ba cái điệu này là em sẽ nhảy giỏi. Em là hợp với mấy cái điệu chậm chậm. Yeah, mình cũng tin điều đó. Mời chị Sam hãy đưa mọi người ở đây siêu tài năng nhí đi qua ba vùng miền được không ạ? Thường là nghệ sĩ người ta sẽ quay vô. Chăm là chỉ ngón tay bà ơi. Ngón tay trỏ, ngón tay trỏ. Hay quá Sam ơi. Đó, hay vô quá. Rồi đó, vô rồi đó. Hay quá Sam ơi. Hay quá Sam ơi. Hình như cái này là múa Thái Lan mà. Mình dừng nhạc một chút, mình dừng nhạc một chút. Em có động tác nào khác ngoài cái này không nãy giờ? Bây giờ tới giám khảo Harry Goldfield nè. Anh đừng có hại em như vậy chứ. Anh biết em làm được. Em xin mời Harry Gold nè. Nhưng mà xin lỗi chứ một mình chị không có diễn được. Chị phải có diễn phụ á. Diễn phụ? Dạ diễn phụ, xin mời đi. Anh chuyên nghiệp mới lên diễn với em thôi chứ anh không muốn đâu. Con gái con nhìn nha, nè cảm nhạc nè. Chú không biết cái vũ điệu của con nhưng mà giờ cô coi cảm nhạc nè. Rồi mình cho âm nhạc một cách ngẫu nhiên đi ạ, xin mời. Phụ diễn quá có tâm thôi mọi người ạ. Tối nay anh về anh không nhích người nữa, em thua. Harry Won là thích dân gian, mở cái nhạc gì mà sung dữ vậy? Thôi được rồi, mình nhảy được rồi. Dân gian cho anh. Được rồi anh. Anh tin em. Đừng tin em. Chị, thơm không? Cây dù, cây dù. Cây dù, cây dù. Sam Phiêu luôn, đó. Ba được rồi, đi học nè. À, chuẩn bị nhạc vô nha. Em cảm ơn âm nhạc. Dạ. Bữa nay á, cảm ơn con đã tạo điều kiện cho cô chú tập thể dục. Đúng rồi đó. Bái phục, bái phục, bái phục. Còn thi nữa không con?
mình múa các vũ điệu các dân tộc nhiều rồi, bây giờ bé sẽ hóa thân thành các động vật ạ. Chúng ta sẽ có rất là nhiều động vật ở trên màn hình để cho giám khảo lựa chọn ạ. Con nhện, rắn, cò, chim, mèo. Chà, con nhện làm sao ta? Bây giờ mỗi người chọn một con. Em con mèo. Em. Em con rắn. Vậy chắc chắn anh con nhện. Và bây giờ sẽ là thử thách hóa thân thành các con vật của bé Thiên An nha. Và xin mời con đầu tiên sẽ là con mèo. Đáng yêu. Và chúng ta hãy cùng đến với con vật tiếp theo, đó là con rắn. Và con vật cuối cùng đó chính là con nhện. Vô thế là thấy vô nha. Hay quá. Cái bài này là con nó nhà nó chuẩn bị hả? Tất cả con vật ở đây thì là đúng là do chương trình chuẩn bị, và cái âm nhạc cũng vậy nữa. Bé sẽ là người chủ động nghe theo nhạc và để feel theo những hành động để hóa thân. Thiệt á hả? Vâng ạ, con chỉ liên tưởng đến các con vật mà con làm theo thôi. Cái này thì đáng vỗ tay nè. Con cảm ơn ạ. Chú không tin. Chú không tin. Bây giờ cho thêm một con đi mà ghiêu chọn ngẫu nhiên đi, chứ không thôi mình nghĩ là bé chim đó đó. Ok. Ok. Dạ. Bây giờ thì con hóa thân thành con chim sẻ được không nào? Dạ, được ạ. Và một lại một lần nữa là âm nhạc ngẫu nhiên nhé. Hãy lắng nghe âm nhạc và trình diễn nha. Vâng. Xin mời con. Cái này lạ nha.
mà rất là đúng với tính chất của bé chim sẻ. Mấy bé chim sẻ hay nhảy thăng thăng to khắp nơi rồi ngó nghiêng á. Mấy bà hay có cái động tác aerobic á, mấy bà hay bopping đúng không? Lắc 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 nhìn 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 em. Bé đến đây là bé có rất là nhiều cái kỹ thuật gọi là tự phiêu theo âm nhạc để có thể lấy được ấn tượng của ban giám khảo. Nhưng mà bây giờ thử thách của con sẽ là phải lấy được cảm xúc từ ban giám khảo. Dạ, con đang liên tưởng đến một cái nỗi đau là một em bé đã mất mẹ, đang mồ côi. Con sẽ thể hiện phần này. Và ngay bây giờ, thử thách của bé Thiên Anh bắt đầu. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xa tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang giọt nước mắt lăn trên khóe môi, con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, mẹ nhớ mấy mang trao đến con. Chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Vâng, rồi là màn trình diễn của bé Thiên An. Cho chú hỏi là bài này ban tổ chức ngẫu nhiên mở cho con á hả? Dạ vâng ạ, bài này con cũng có từng nghe một lần rồi. Và con cũng đã từng liên tưởng đến cảnh này. Nhưng mà nó không, con không ngờ được là nó lại sâu đến tận như hôm nay. Con đang nghĩ gì trong đầu con để con nhảy ra những điều vừa rồi? Đầu tiên là con đang liên tưởng đến con là một em bé đang hồn nhiên vui tươi và từng ngày lớn dần. Có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Nhưng mà đến khi trưởng thành hơn và con biết được rằng là mẹ mình không còn tồn tại trên thế giới này, con đã gọi là tìm mọi cách để có thể nhìn thấy mẹ một lần nữa. Một ngày còn lớn, một ngày còn khôn, một ngày còn phải đi xa mẹ.
bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vô. Thực ra chú đang hỏi điều này là vì chú thấy cái này nè. Chứ không biết là khi con nghe cái lời nhạc đó con hiểu như thế nào. Nhưng mà khi con tưởng tượng được cái này ấy, nó cũng là một khả năng của con rất là đặc biệt. Là bởi vì đây là câu chuyện của bà mẹ. Nhân vật của con đóng đáng lẽ phải là bà mẹ. Đây là một bà mẹ đang nhìn con mình lớn hàng ngày và trao gửi cho con những cái điều mà bà ấy đang nghĩ trong đầu. Hôm nay bà ấy quyết định là nói cho con nghe về những cái điều này. Nhưng mà dù gì đi nữa thì chú cũng chúc mừng con. Con là một cô bé rất là giàu cảm xúc, bởi vì khi chú hỏi con vẫn còn lâng lâng và chú nghĩ là con rất là yêu nghề này. Vâng, con cảm ơn chú ạ. Theo Harry hiểu bé này nó diễn trên cái cơ sở những cái lời mà mẹ đã làm cho con như thế nào, nuôi nấng mình suốt một thời gian chặng đường như thế nào, đúng không ạ? Đúng rồi, thì thời đó mẹ mình đã làm cho mình những cái này và bé thể hiện cái cảm xúc mà của vai con. Đối với Harry thì Harry cảm thấy lại rất là thuyết phục và Harry thì lại rất là thích cái trình diễn của bé. Cảm ơn em. Con cảm ơn cô ạ. Chị Sam ơi, lúc nãy xem thì thấy chị cũng rất là lắng động và cũng khá là xúc động, thì không biết là cảm xúc của chị như thế nào sau phần thử thách của bé ạ? Em thôi, em không biết nữa, có là không biết mình có phải là một người khá là bị cảm xúc và tình cảm hay không, mà khi mà xem cái màn trình diễn của con thì cô rất là nhớ mẹ của mình và rất là thương mẹ. Con cảm ơn cô ạ. Vâng, như vậy thì với cái thử thách là giám khảo nhớ tới hay là gợi nhớ đến một cái nỗi đau, thì bé đã có hoàn thành được cái điều đấy không ạ? Cô là rơi nước mắt rồi, là cô nghĩ là con quá thành công trong cái thử thách ngày hôm nay của con rồi. Cảm ơn ba vị giám khảo, như vậy là thử thách của bé Thiên An thành công ạ. Vâng, cảm ơn Thiên An. Và bây giờ sẽ là quà đến từ Hello Cowboy và chương trình gửi tặng cho con nha. Hey, chúc mừng Thiên An. Hy vọng sẽ gặp lại con ở Super 10 của chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ dành ít phút để nhìn lại hình ảnh của ba bé siêu tài năng nhí ngày hôm nay ạ. Xin mời. Ở trên là gì? Ở trên là Romani, Uruguay. Romani hả? Nước gì có nói lại? Romani, Uruguay. Romani, Uruguay. Số Romani. Một ngày còn lớn, một ngày còn khôn, một ngày còn phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vô. Thưa quý vị khán giả, tất cả các bé có mặt ở vòng loại của Super 10 siêu tài năng nhí sẽ có cơ hội nhận được một học bổng, đó chính là VUS Super Kids đến từ hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS. Và quý vị khán giả ơi, nhớ hãy ủng hộ cho tất cả các bé siêu tài năng nhí của chúng ta để các bé có cơ hội được vào Super 10 và trở thành siêu tài năng nhí ấn tượng nhất. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã kết thúc tập ngày hôm nay rồi, và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi và ủng hộ cho tất cả các bé. Chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện, và Ngư Lê cũng xin được cảm ơn Xúc Xích Xúc Lắc Heo Cowboy, nguồn dinh dưỡng từ thịt, đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả vào khung giờ quen thuộc của chương trình, đó chính là 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ngày hôm nay chương trình rất vinh dự khi được chào đón Hộp Ống Hoàng. Đó là ba Ngọc Sơn. Này em yêu ơi, tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Anh yêu em. Này,
con có bao giờ đi thi đấu chưa con? Dạ con thi rồi, con đã được giải nhì Rubik đồng hồ rồi. Super 10 siêu tài năng hiếm mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.